Vừa rồi bác Toán có đọc kinh lòng thương xót Chúa cho bà đó, rồi mang thánh tượng Chúa Giêsu chịu nạn để cho bà hôn. Thì cái kinh lòng Chúa thương xót á, hiện nay phổ biến ở Việt Nam cũng như bên Úc Châu. Thì cái kinh đó thì không biết hồi xưa bà ngoại có đọc chưa. Đọc kinh cầu cho đó, bố thì... và cậu cho thằng cậu đó. Châu nha, đọc cho cầu cho ông Kim với bố thì... cho bốn linh hồn du xe nha, mẹ nghe nha, nghe thấy không? Chúa con ở dưới vực sâu kêu nến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng anh cùng vì nơi Chúa than. Con đã xong cậy Chúa linh hồn, con cậy vì lời Chúa ấy. Vì đã xong cậy Chúa, nhưng kẻ nào dân được Chúa giờ đêm ngày hãy xong cậy người cho đi. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ ra hết mọi tội lỗi, kẻ nằm dân người thay thánh. Lạy Chúa xin ban cho bốn linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời mà được sang soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy bốn linh hồn du xe cho khỏi tù ngục mà được nghi liên em. Để con hát cho mẹ nghe nhá. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, đưa bốn linh hồn du xe qua chốn ẩu sau. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt được cùng nhau vô cùng lớn. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa bốn linh hồn du xe qua chốn ẩu sau. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay được sắp nhung nhau một ơn đạo. Giêsu Maria con yêu nhiều, xin cứu rỗi linh bốn linh hồn du xe. Mẹ có nghe đấy không? Đọc kinh cầu cho bố này, cho cậu huynh này, cho ông Kim này, cho chú Định này, anh nhớ không? Mấy đứa sáng cứ vừa đứng lên ấy, khiến thằng trộm dậy đòi đi. Đây là khung cảnh hiện tại bây giờ là 9:15 sáng. Chị Toán tới thăm bà và cũng có đọc kinh với bà này kia đó. Bây giờ bắt đầu tuổi già thì giống như con nít vậy đó. Bây giờ bà cũng đang bắt đầu chìm vô trong giấc ngủ này. Thì mình thấy bà bắt đầu nhắm mắt nghe rồi. Nhưng mà đang chập chờn trong giấc ngủ thôi. Bà cũng hé mắt ra mình nhìn chút xíu. Thì với cái ghế nằm này ngày hôm nay á, thì mình thấy tương đối thoải mái cho bà nhiều hơn, và nó có cái độ cao như này á, thì máu huyết dễ lưu thông hơn là cái giường này nằm. Thì hiện tại thì cái giường kia bà cũng không có thể nào xoay người được, và cái này thì cũng có thể giống cái kia, tại cái bà giờ bà không có thể nào xoay người. Nhưng mà được có cái gác cái chân lên, cũng như cho cái lưng của bà cao lên đó, thì bà cảm thấy thoải mái hơn so với cái giường kia. Giường kia thì nó chỉ có độ nằm thôi đó. Hiện tại giờ bà đang đều trong giấc ngủ đó. Thì mình xin tạm ngưng cái máy để bà ngủ chút xíu cho tỉnh táo, rồi lát bà dậy rồi có thể cho bà ăn uống. Ok, bye bà con nha.